Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật tại núi Linh Thú cùng với đại chúng 1250 tỳ kheo vào thành khất thực. Thấy ông thiền sinh, con của trưởng giả, tắm gội sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, lễ bái sáu phương Đức Phật dạy rằng: con nên hiểu biết ý nghĩa sáu phương thì việc lễ bái có lợi lớn. Thiện sinh ân cần cầu Phật chỉ dạy, Đức Phật nhân đó giảng dạy như sau. Một, bổn phận của chồng. Hỡi này thiện sinh, phương Tây tượng trưng đạo của vợ chồng. Người chồng lý tưởng phải tôn trọng vợ với năm bổn phận. Một là lấy lễ đối đãi với vợ. Hai là chuẩn mực nhưng không hà khắc. Ba là tùy thời cung cấp y thực. Bốn là tùy thực tặng trang sức đẹp. Năm là cùng vợ làm tốt việc nhà. Hai, bổn phận của vợ. Người vợ mẫu mực phải đối đãi chồng với năm bổn phận. Một là siêng năng thức dậy trước chồng. Hai là nể chồng trước, sau, trong, ngoài. Ba là dùng lời hòa nhã xây dựng. Bốn là nhún nhường, ủng hộ điều hay. Năm là hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ. Ba, bổn phận làm con. Hỡi này thiện sinh, phương Đông trượng tinh cho các bậc cha mẹ, người con hiếu thảo phải kính cha mẹ với năm đạo đức. Nhờ đó an ổn, không lo sợ gì. Một là phụng dưỡng, không thể thiếu thốn. Hai là trình báo và xin lời khuyên. Ba là khống chế điều cha mẹ dạy. Bốn là không trái điều cha mẹ làm. Năm là làm không tất cả chánh nghiệp của cha mẹ làm. Các bậc cha mẹ chăm sóc con cái với năm bổn phận. Một là ngăn chặn con làm việc ác. Hai là chỉ dạy con làm việc lành. Ba là thương con đến tận xương tủy. Bốn là sắp xếp hôn phối tốt đẹp. Năm là chu cấp những thứ cần dùng. Bổn phận học trò. Hỡi này thiện sinh, phương Nam tượng trưng cho thầy cô giáo học trò chuẩn mực cung phụng nhà giáo với năm bổn phận. Đó là an ổn, không còn lo sợ. Một là hầu thầy giúp những thứ cần. Hai là cung kính cúng dường đảnh lễ. Ba là khát ngưỡng cầu học không chán. Bốn là kính thuận những điều thầy dạy. Năm là nhớ những điều đã học. Bổn phận nhà giáo. Nhà giáo mẫu mực săn sóc học trò với năm bổn phận. Một là huấn luyện đúng với chánh pháp. Hai là dạy trò những điều chưa biết. Ba là dạy rõ những điều thắc mắc. Bốn là truyền trao không hề giấu nghề. Năm là giúp trò trưởng thành hạnh phúc. Bổn phận người thân. Hỡi này thiện sinh, phương Bắc tượng trưng cho bà con thân hữu, nhờ sống thân kính nên được yên ổn, không còn lo sợ, kính nên được Phật tử lý tưởng tỏ lòng kính trọng với năm bổn phận. Một là giúp đời những khi khó khăn. Hai là nhớ lời hòa nhã, hiền lành. Ba là nỗ lực hỗ trợ giúp người tiến bộ. Bốn là mang lại lợi ích cho nhau. Năm là chân thật, không hề dối gạt. Bổn phận bà con. Là người bà con ta phải đối xứng. Năm bổn phận đối với người thân. Một là bảo hộ, không có buông lung. Hai là hỗ trợ không để hao tổn. Ba là che chở thoát khỏi sợ hãi. Bốn là phiên ngăn ở chỗ vắng người. Năm là khen ngợi điều tốt của nhau. Bổn phận của chủ. Hỡi này thiện sinh, phương trượng trên trưng những người làm chủ với năm bổn phận, nhờ sống bảo hộ nên được an ổn, không còn lo sợ. Một là giao việc hợp với khả năng. Hai là lo ăn thích hợp thời khắc. Ba là khen thưởng hợp với công lao. Bốn là lo thuốc khi bị bệnh hoạn. Năm là cho phép nghỉ ngơi thích hợp. Bổn phận của thợ. Thợ là lương tâm cần đối đãi chủ với năm bổn phận. Một là siêng năng dậy sớm làm việc. Hai là chu đáo trong việc được giao. Ba là chân thật, không hề trộm cắp. Bốn là việc lớp lang phương pháp. Năm là bảo vệ danh giá của chủ.
bổn phận đệ tử. Đệ tử mẫu mực tôn kính tăng bảo với năm bổn phận, nhờ đó an ổn, không còn lo sợ. Một là làm lành giới hành động thân, hai là làm lành với hành động lời, ba là làm lành với hành động ý, bốn là phát tâm cúng dường ủng hộ, năm là nghênh tiếp học hỏi, hành trì bổn phận của đạo sư. Các bậc đạo sư giúp đỡ đệ tử với sáu bổn phận. Một là khuyên ngăn không để làm ác, hai là hướng dẫn nghệ thuật làm lành, ba là dạy dỗ về thiện chí lớn, bốn là mở mang những điều chưa biết, năm là giúp hiểu pháp sâu sắc hơn, sáu là chỉ dạy con đường sinh thiên. Bây giờ Thế Tôn ân cần phiên dạy những điều tinh yếu qua bài kệ sau. Cha mẹ là phương Đông, sư trưởng là phương Nam, vợ chồng là phương Tây, thân tộc là phương Bắc, tôi tới là phương dưới, sa môn là phương trên. Người Phật tử mẫu mực kính lễ các phương ấy, luôn sống trong kính thuận, khi chết được sanh thiên, nói hòa nhã thiên yêu, trí tuệ xong soi cùng khắp, giúp đời được an vui, người người đạt mục đích, bình đẳng về lợi lộc, hưởng chung và chia sẻ, những việc ấy như xe chở đồ về đến đích. Đời thiếu các thiện trên sẽ không có an vui, người trí luôn lựa chọn sống với điều thiện ích, kết quả trổ đời này danh thơm phước cùng trổ, không bỏ người thân cũ, chỉ dạy việc lợi lạc, sống kính trên nhường dưới, chỉ dạy việc lợi lạc, sống kính trên nhường dưới, danh dự ngày càng tăng, học tập nghề đúng mức, lời lạc theo tài năng, giữ gìn của đã tạo, không xa xí hoang tàn, như ông hút nhị hoa, tích trụ từng giờ khắc, không hao tổn cánh hoa, nên sống trong biết đủ, siêng năng trong công việc, để dành phòng thiếu hụt, siêng nông nghiệp buôn bán, cày cấy và chăn nuôi, xây dựng chùa tháp Phật, góp phần làm tăng xá, những việc thiện nêu trên, siêng năng không gián đoạn, tài sản ngày càng tăng, phước lộc ngày càng lớn, như tâm sông về biển. Phật vừa dứt lời, cư sĩ thiện sinh cung kính bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn những điều Ngài dạy vượt quá mong ước của con bấy nay. Giáo pháp của Ngài như lật ngửa lên những gì bị úp, như mở toang ra những gì đóng kín, như trong đêm tối gặp được ánh sáng. Bằng nhiều phương tiện, Thế Tôn khai sáng cho chúng con ngộ, thoát khỏi u mê, sống trong hạnh phúc. Cuối sinh Thế Tôn từ bi, lân mẫn, tiếp nhận con đây được làm đệ tử, trọn đời quy ngưỡng ba ngôi tâm linh Phật Pháp Chư Tăng, giữ năm đạo đức, không được giết hại, tôn trọng, hòa bình, không được trộm cắp, chia sẻ giúp người, không sống ngoại tình, chung thủy đơn hôn, không lời dối trá, tôn trọng sự thật, không rượu, độc tố, bảo vệ sức khỏe. Được Phật tiếp nhận, cư sĩ thiện sinh vô cùng hoan hỷ dâng lời Phật dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.